Xin chào quý vị khách hàng, thẩm mỹ Ohio ngày hôm nay tiếp tục tiếp nhận một ca điều trị tràm bớt diện rộng ở vùng chân. Vị khách hàng này của chúng ta có một cái tràm bớt đỏ ở vùng chân với diện tích khá là rộng, gần như là trải khắp cả cái vùng bắp chân này. Vừa lúc nãy thì bác sĩ cũng đã thăm khám cũng như là đưa ra một cái phác đồ điều trị cụ thể cho vị khách hàng của chúng ta rồi. Và bây giờ thì bác sĩ đang thực hiện điều trị trong buổi đầu tiên. Với những buổi đầu tiên này thì bác sĩ sẽ tập trung vào điều trị cái phần mao mạch cũng như là tĩnh mạch cho vị khách hàng của chúng ta. Và sau 3 buổi đầu tiên thì mới bắt đầu là điều trị về những cái sắc tố. Và ngày hôm nay thì đang là buổi đầu tiên thì chúng ta thấy là khi mà những cái đường laser đi trên chân ạ, thì cái tình trạng đáp ứng của vị khách hàng như thế nào thưa bác sĩ? Đối với những cái khu vực mà chúng ta trị liệu thì tất cả những cái điểm mà khi tôi bắn ấy, thì những cái điểm nó co được co và nó đáp ứng chuyển sang màu sậm hơn. Và những cái phần tĩnh mạch thì những cái tĩnh mạch xanh tím ấy, thì những cái điểm nhỏ thì nó co luôn, và những cái điểm mà nó xanh to hơn một chút thì nó có chìm xuống. Tức là hiện tượng là chúng ta đã có thấy cái sự đáp ứng trên chân vị khách hàng rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Và với một cái việc là điều trị một cái tràm bớt đỏ với cái phương pháp và lộ trình nó cũng khá là phức tạp như thế này, thì nó có phức tạp hơn nhiều so với những cái tràm bớt loại khác không thưa bác sĩ? Đối với những cái thực ra là cái tràm này nó cũng khá là đặc biệt vì nó có cả phần về mao mạch, tĩnh mạch đi kèm. Thế còn thông thường thì khách hàng chỉ bị ở phần sắc tố thôi, dị biến về sắc tố, màu sắc thôi, chứ nó không có về phần bị suy giãn. Thế nên là chúng ta trị liệu thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Thế còn như của khách hàng thì của chị thì nó có cả hai cái tình trạng nó đi kèm, thì chúng ta sẽ sử dụng, nó vẫn có phương pháp để trị liệu nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn thôi. Tức là với cái tình trạng này thì chúng ta cũng sẽ mất thời gian hơn để xử lý những cái khu vực tràm bớt đúng không ạ? Bởi vì là nó còn kết hợp cả những cái vấn đề khác nữa, cả về mao mạch và tĩnh mạch nữa. Với cái tràm bớt đặc biệt như thế này thì liệu là sau khi mà chúng ta điều trị xong thì chúng ta về có cần lưu ý điều gì không ạ? Đối với quá trình trị liệu thì khách hàng cần lưu ý là về mình sẽ kiêng về những cái hóa chất tẩy rửa. Đấy, ví dụ như là xà phòng tắm hoặc là những cái dạng tẩy da chết body là chúng ta không có được sử dụng. Đấy, thì những cái hóa chất là chúng ta cần kiêng để khi mà trị liệu thì nó có tác động tới các bước sóng vào nền da. Đấy, thì chúng ta cần kiêng và chúng ta cần tuân thủ cẩm nang. Đồ ăn thì chúng ta sẽ kiêng đồ tanh này, rau muống, thịt bò. Đấy, thì khách hàng sẽ sử dụng thêm kem dưỡng, kem ca ấy. Đấy, thì mình sẽ bôi ngày 2 lần sáng tối để cái nền da nó được khỏe hơn.